Anh em ạ, à, bây giờ thanh niên nó đang chuẩn bị đi nướng đồ ăn ở ngoài đồng nhá. Mình đang ở nhà ra chuẩn bị đi theo. Đi theo thanh niên thôi, mình không góp được phần gì. Anh em ạ, à, bây giờ thanh niên nó đang đi nướng đồ nhóm ở ngoài đồng. Mình quay video với anh em này, mình chả mang cái gì theo, chả ủng hộ được cái gì cho thanh niên anh em ạ. Đi ra xem chân bãi đó nhá, để xem tính cho. Trèo lên lấy cái gì đấy đấy? Trèo lấy cái gì đấy đấy? Nó tươi quá. Ừ. Chỗ này đủ đun bánh là được rồi nhỉ? Xíu nhỉ? Đây, thấy bảo thanh niên nó nướng đồ chơi ở đây, cháu đi quay một tí. Đây này, ngoài đồng này. Không thì cháu cũng đi về đấy nhá. Đây là Kim Linh nhá, xã Kim Linh nhá. Đây anh em, nói chung là chỗ này trung tâm xã ở bên trên này. Chỗ trắng trắng đấy anh em. Bây giờ đang tìm xoay khu gỗ này để làm bếp nướng. Cái này đi nhỉ. Bây giờ là tìm đấy, bây giờ nướng vào đây chỗ nó cho cái khu này nó cháy đi đó, xong đó mình xử lý sau. Thế này tối nay này không có cái bóng điện à? Không có cá. Wow, máu đấy nhờ, thanh niên này được. Thanh niên này đỉnh luôn. Bây giờ bếp đã đỏ rồi nha anh em nha. Đây là bếp đỏ. Bếp ở đây rất mạnh mà. Đi anh lấy củi nhà anh sang một cái kia bỏ hơn. Nhưng mà cần lấy to được hai cái thôi. Ôi cái này nó không thể hàn đâu, lấy thôi. Cái này chủ yếu là nhóm cho nó là hết tệ. Bây giờ ngồi đất hay ngồi chiếu? Ngồi mẹ đất. Mà tí mình đi đó, xỏ bụng, cô đào lính ở đây mình thao mình nằm. Tắm chửa đang hoa. Nguyên cục này đủ than không? Hay là phải lấy củi thêm? Tí lấy một hai khúc về thôi mình chặt ra. Lửa trời tối lửa là lên to rồi nha anh em. Hôm nay mình không ủng hộ được gì cho bọn đội thanh niên này. Wow, quá đỉnh luôn, lửa quá to luôn. Đây là chủ mưu của ban quang sĩ nha, chủ mưu về cái đồ nướng tối nay nha. Hôm nay là ngày 24 tháng riêng của 2023 nhé. Bây giờ mình cũng phê thấy cái gì đấy. Quả lửa này lên thì cũng khá mạnh đấy. Phải nói là đỉnh. Chuẩn bị đã có than để nướng.
Anh em bây giờ tối không có bóng điện gì nha, chỉ có mỗi cục than hồng là thôi nha. Anh em nhìn thấy nha, quá đỉnh luôn. Đây anh em ạ, nói chung đi chưa ai nương trứng tươi, bây giờ nay mình phải nướng trứng trước anh xem, kể cho anh em xem nhé. Nướng kiểu này cho ăn nó chắc chắn là nó sẽ có mùi vị, nó sẽ ngon hơn là luộc anh em ạ. Đây, mình nướng trước 3 quả, 1, 2, 3 quả. Đúng là khá đông thanh niên đấy, nhưng mà giờ này lúc mỗi người nó đi một ngả để kiếm cái về để đồ nướng anh em nhé. Còn như mình thì mình chạy trước rồi, đi ta có hàng sẵn rồi, giờ chỉ còn anh em nó đến thôi là của. Anh em ạ, à, mình nướng một cái xúc xích bây giờ nó cháy đen như thế này nhá. Nói chung bây giờ bóng điện không có mà nó cháy đen này, anh em nhìn nào. Ui, quá gọi là hành tráng luôn nhá. Đấy. Cháy đen này. Này à, xúc xích mà cháy đen như này à. Cái đen mình ăn thử chứ cũng được đấy, ngon. Xúc xích cháy là nướng cháy là rất ngon nha. Nướng ba quả trứng chưa, nhưng mà cho vào lửa to quá nó sẽ sôi lên là nó sẽ cháy. Anh Trung đi với anh Chí rồi. Nhà ba cái cốc. Cốc để đấy, để đấy. Nó nổ mất quả trứng rồi. Nó thích ăn chứ xúc xích thì nướng đi. Vâng, đấy, cái que kia chọc vào trong nướng này, đây này. Vâng, lúc nữa sao đó? Hả? Lúc nữa lấy đầu thời gian. Này. Đây, xúc xích từ nhà này. Mình để nó tàn ra hết rồi. Quá lạnh anh em. Ui giời này, phục xích này để vào tủ đá lạnh cực luôn. Giờ không có gì để lấy trứng ra nhé. Nói chung là nướng trứng ngon đấy anh ạ, quá ngon luôn, trứng nướng ngon cực kỳ luôn. Thế mới là có ai được ăn trứng nướng bao giờ không, nhưng mà mình đang lần đầu tiên trải nghiệm nha.
ông cán bộ. Đấy. Tí ra nhập tôi mình ra vớ được quả trứng nướng này. Giờ đã thấy cái lá vải kia. Ui giời. Lá vải kia trắng xóa toàn thấy bằng thùng thô cho không nhặt đâu, tí chú mới tôm mình nhá. Quả này nổ rồi anh em. Ông mà nấu sáng cho mà tí nước kiểu khác đi. Ừ. Tí xem nướng của nó. Không nhưng mà mình đập rồi mà mỗi khẩu chưa chọc thôi. Nó còn cái lớp vỏ cái hộp mè ở bên kia này. Không. Hay nhỉ. Luộc cũng được. Uống bia xong mới thằng một lon để quả trứng màu mới đắt. Nghĩa là trứng nóng nha, quả đấy không phải là trứng nướng, là trứng nóng. À bia nóng. Chưa bao giờ trứng nướng này, xúc xích nướng này, xúc xích bây giờ thành than nha anh em ơi. Than này gọi là không phải là xúc xích này. Bây giờ bỏ ra đường rồi. Quả này người ta không bảo xúc xích được. Bóng đêm. Xôi. Chó đi chợ. Khoai ăn cơm à? Không. Cơm thì cũng để một là uống đi, hai là ăn cơm. Con vật thì no rồi. Mà ăn cơm không đi. Đủ đến đây nhỉ? Nè, nửa két rồi. Anh nửa két. Nửa két. Két sợ ít nhỉ? Anh mới cho 24 lon. Ôi, hết biến 4 triệu. Tính cái rồi. Sao anh ơi? Tôi lấy khói nữa vào đây này. Nhưng mà khói nó mỗi lúc một bên thôi. Không. Đây, kẹp cho chú. Cho ra góc kia nhỉ? Khi nào khi nằm tránh khi tránh tiêm. Ôi, quả trứng kia cháy rồi anh em ơi. Xem. Lấy đồ đấy chú này. Ok, đồ đặt lên kia. Đây, được, mấy quả xoài đây. Tắm nữa. Tắm là cái gì? Châu bò chả tắm. Tắm đi đâu? Tắm đi đâu à? Châu bò. Bao nhiêu năm cũng tắm hơn 20-30 triệu. Thật nhỉ? Nó vẫn có giá đấy. Người không tắm mẹ, đứa nào đi lấy chồng thì 20 chứ mày, 20 mấy năm. Có người khoảng 3-4 chồng thế đúng không? Người có mấy triệu bà. Khá nóng đấy anh em ạ. Ôi giời, mẹ trứng. Ấm. Mày chút lấy chứ không được ăn trứng nướng mà nay là ăn trứng nướng rồi, trứng tươi nha anh em nhé. Đi hộp bê cái bia vào trong này. Quá nóng luôn. Mày đưa cái nhà anh Thanh hết rồi. Ừ. Ừ. Đứa bú rượu nó là đẹp. Buồn khói quá rồi. Uống rượu thì chú. Uống rượu cho uống bia là đẹp. Nẹ nặng lắm. Nay chỉ thiếu mỗi ánh sáng thôi anh em ạ. Nó hố. Chỉ người chấm được một con. Này thiếu một ít nữa anh em ơi. Chú ạ, chú. À, hàng quá, ôi toàn thanh niên. Vào đi. Ờ, dạ em không bảo em mua ít đồ nữa. Không cần, thiếu đâu. Em biết là không thiếu đâu chứ mà kiểu... Không biết nói, không biết nói. Vào đi. Ô, mặc quần trắng này đi. Tí về làm thế lâu nha. Lắm. Mặc quần trắng của góc này. Trời ơi, tối anh em nhá. Đấy, thế nhỉ. Anh đi. Nhìn con phòng để xác định con đất rồi. Đúng vậy. Đúng vậy. Từ đầu này sang bên kia. Mày. Hay là đi giữa mẹ mình về con xoài đó. Kiếm được cái bóng nó thì đẹp nhưng mà ê, bóng điện thì nó lại không hợp lắm về ngoài đồi anh em nhé. Đua xong mang về vào. Mày còn tắm. Mày ra đây mày lại hụt. Chứ mày ra đây mày ngồi mày lại xong khói được mà. Anh em nhìn thấy nửa trứng cháy đen đen. Quả này chắc không phải dứa nhỉ? Ôi tìm mẹ nó. Chết đấy. Đau bụng nó biết mà. Người ta ở Việt Nam có tính gần củi. Củi rơi xuống đất thổi phù ăn luôn. Không hợp lệ. Chí. Ngày ăn 3-4 bữa. Chung. Chung hoa. Chú vào bảo chú cứ ăn đi chú ơi. Chú ngồi tự nhiên đi. Cháu quay video thì để bây giờ nướng trứng mà nó rất khó cho cái bếp này, nó khó đấy. Thằng trứng rót bia đổ vào ấy. Không pháo mà biết đâu tối tất cả là không đó. Đây anh em cũng khá đông thanh niên. Chú kia tối hôm kia đi đâu đấy hả? Bạn đấy thì thế mẹ em lên lấy bỏ ra đấy.
tuột ra sao bỏng khó chịu này. Đêm 24 âm lịch nhé. Em hôm trước ngã xe kia xe rượu về 24 tháng 12 âm lịch vẫn dậy bình thường, cái thấy đâu đâu xã Kim Linh sáng sớm về không biết gì thanh niên đang nướng đồ chơi ngoài đồng nhé. Có anh em thả tim thật mạnh vào nhé. Nóng hổi lên là được. Xúc xích, nhiều xúc xích đây này. Trời tối không nhìn thấy rõ gì. Wow, vàng ngon. Khỏi phải nghĩ nha. Mà cốc của em dự có lắm rồi. Quay quả trứng đó không? Lúc nào sắp chớ rồi, lúc đấy ăn ngủ không? Đâu? Chứ nào? Kêu cái gì? Mình lật quả trứng tí anh em nha. Bây giờ trứng nướng nó rất khó, nó không như trứng luộc rồi. Nó chín hết khắp nơi nhưng mà cái này là mình phải xoay. Wow. Đó anh em ơi, làm lon bia cho nó phấn khởi đã nhỉ. Móc đi. Anh đi băng à? Không phải đâu, tối quá thì anh đang tính là y xoay. Cũng hơi tối thật. Nói chung đây này. Ui, cái đèn kia sáng thế. Ui, sáng rồi đấy. Nào. Nào, cầm bia lên đi. Có phát lát để ngồi đi xoay chim rồi. Chú. Rồi. Dùng đi để tới bây giờ bắt đầu. Anh ơi đừng lấy người. 123 nào anh em. 123 đây này. Lên lên nào. Từ từ. Nhưng mà anh phải để tay gần gần đi. Phải tay. Cái tay gần gần đi nào. Đấy. Rồi. 1 2 3. Dù. Đẹp vãi. Có tuyệt rồi. Mời camera men. Em này mời tất cả nhé. À cô. Thế chưa nhìn thấy bao giờ luôn. Ta thấy cô xuất mà. Vừa thấy ai bảo đi học võ mà cần gì phải đèn đấy đúng không? Em gái á. Em gái. Chưa nhìn thấy bao giờ luôn. Lúc chị đi kia nó còn phải tí tí tí. Lúc nó ra bay cái lại. Lúc nhất đi vào cái trường kia thì nghiệp thì thấy quá hành tráng ở đấy rồi. Đây tên là gì nhỉ? Chưa đâu. Nghiệp. Đấy, ngân ạ. À chị em ruột. Đúng không bị bỏng ấy. Không. Cô chưa thấy bao giờ luôn ấy. Bỏng con nó bỏng đúng con này. Em không có. Rồi anh em ơi. Ô hết lon rồi. Bia. Nào. Bia. Trời 30 lại đi ra sang nhà. Nhà cô với nhà làm thế nhỉ? Đi ra nhà ngoài cứ là. Bé đâu, làm hẳn trai đi cho nó xuống. Cho lên trồng thượng. Ở đây, hợp lý. Cái ban công ấy nhỉ? Ừ. Bây giờ thoải mái ngồi còn 20, 30. Đấy cũng tính ra ngoài không nhưng mà tiệm bảo là nhà ngoài thằng Độ nó nghịch lắm nên là không ra. Trời nó không nghịch đâu. Thật đấy, hợp lý luôn. Hợp lý hơn là đi ra ngoài kia chứ. Nhiều bác rồi. Nhiều bác rồi. Ở đâu nhiều bác rồi. Cũng như hôn nhiều bác rồi. Rất là cũng vẫn còn đang học đúng không? Vâng. Cháu học ở đâu? Học ngành Hà Lan. Ô hết bia rồi, chán đấy. Má cổ bên đấy còn dây án là bàn đây. Ô ở Ngọc Hạ. Không ạ, học ở Giáo dục Thường Xuyên. À. Giáo dục Thường Xuyên là trường nào nhỉ? Bỏ á? À, trường Bổ Túc á? Bỏ. Bỏ. Chắc là trường mình cũng học. Trường Bỏ. Thế là mấy cái hai đứa đó. Chú làm gì đấy? Lập cái nhà... Nhà nào? Nhà gì? Cái sân... Cái nhà... Cái hội trường bây giờ ấy. Hội trường Hà Giang á, tỉnh ủy á, trong giáo dục Thường Xuyên này. Nào đấy á, cái đứa ở Lùng Trang kia bây giờ vẫn đi vào trường đấy mà nhỉ. Tao đéo thấy mày quá lên. Ừ. Cái quá
flat trên mé mai cho đây bóng đêm đây cũng được. Ui hành tráng nha anh em ơi, em chụp bóng đêm nữa này, chụp bóng đêm này chút xíu chiều trên núi nhắn chiều thì po thêm thôi chả núi à chả thế nào đứa này là chưa học linh hồ. Ồ sơn ba nè trên núi bóng đêm. Ủa đây, rồi tối quá. Nhà bán quán cây đầu cầu. Chiều thì núi, chiều thì po là cái gì? Po. 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 Là chiều thì chơi. Đây mời thanh niên nhé nhỉ. Ui, mình thấy anh em nhìn thấy lon bia mình nó này khác khác nhất nhá. Đồng điệu mà. Cái này là gọi là mồm mồm rộng quá hiểu không? Lon bia này độc đắc nhất nghĩa là nhiều nó mở được vung ra anh em. Uống kiểu nhâm nhấp khó chịu lắm. Đúng uống kiểu này sướng hơn thật. Nhưng mà hai răng đấy. Về nhỉ? Xong rồi cái gì nhỉ? Ê, bài kia tôi thiết lấy ngu. Lúc mấy toàn chủ mấy con thiết đi, mấy gọi con dũng sĩ rơi cả cứt. Tao chờ ở đằng sau nhà cái trước là cái nhà cũ hiểu không? Và tôi thiết. Tao có hay vãi mày. Trốn không qua cửa chính không, trốn không bao giờ qua cửa nhất. Chúng nghĩa là có cái sàn này, trèo lên rồi cái sàn bằng bé bé ở này, lúc lên mình cũng gầy mà. Xong rồi rơi xuống cứ trâu đi, bên bằng mày thiết. Hầu là hầu lá của lông. Đi đến Phú Linh rồi, mẹ có thiết mua chắc chết. Ông già, lúc đấy đang thiếu chay nữa, ông già nhìn thấy. Mẹ eo, bật cái thiết ngay chỗ răng. Lu xuống tóc lên đánh cho cái thời đấy chúng nó kiểu như là đầu gấu đầu mèo đấy mẹ. Xong rồi có thiết nữa bảo anh mình một cái đấm chạm mẹ nó bố mày xuống đập cho mẹ. Xong rồi đi bị đình chỉ học đấy, bố đéo học luôn, bố đi vào ra trường bố ốc cứ đi đến cái chỗ kia là bị công an giao thông mà bắt đúng hôm nào cũng như hôm nào thật. Nó hình như chỉ để bắt mình hay sao ấy. Mẹ qua đằng sau cũng bị, qua đằng trước cũng bị. Đi cắm xe. Mẹ hàng một tháng ông gọi không được. Ông sợ quá, ông đi hỏi từng người một xong rồi đi chuộc xe về. Xong rồi ông bảo tắc không. Bảo là mày em mẹ gọi điện mà. Ông nấu ôm làm ôm được chút nấu mắng mà lá lẽ. Ôi chú xe mày ngoan nửa tháng rồi tao mua cho. Mẹ tao ngoan được một tuần rồi, hai tuần rồi, còn một tuần nữa thôi, trời ơi. Thế là tao lại bị bọn kia dụ, bảo là mày đi chơi đang đi chơi một tí thôi về. Mẹ một tí thôi đi hẳn lại hẳn một tuần. Mẹ lại đi ăn đòn. Ui, cái đợt đấy là còn làm quán. Không giao lưu à? Trung, không giao lưu à? Đồ gì giờ đây, có đầy đây này. À. Yeah, mỗi chung biết nói thôi nhỉ. Đi được chung năm nay mới về đây. Trời ơi, cái đợt đấy gì chả thế, nhìn thấy bé tí mấy đứa chơi ở bờ rào kia kìa. Phải không? Bây giờ quên hết rồi. Đúng rồi, còn gì nữa. Không nhớ. Đấy, coi không còn nhỏ. Nói chung là mấy đứa nhà nghiệp có nhận nhốn nhanh thật. Nào á? Ừ, nhốn nhanh thật. Mới ngày nào cũng thấy liêm nhíp thật. Thật, cái đợt đấy bé tí mà chạm mặc quần là chuyện bình thường. Ôi, lúc này cháu không hết. Còn nhớ không? Chả nhớ không đẹp mấy. Còn có một em trai nữa phải không nhỉ? Không, 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 không. À, có một em gái nữa phải không? Có mấy em con gái rồi. Đúng rồi. Thế cái đứa này hay khóc lắm nhỉ? Con ngã. Chắc thế đấy. Đúng không? Ngã không có thể khóc xong rồi thì đứa nào đánh chọc. Thanh niên vui, nhiệt tình phết, không cần phải đánh điện. Chẳng thế, tuần này dùng đoàn thoại. Thế chứ trình độ tiếng Trung của mình cũng hơi căng đấy. Không, nếu như nói như kiểu là còn mấy câu nữa, mình cũng hiểu. Mẹ đi à. Mình xem phim nhiều mình hiểu mà. Đúng rồi, đi Trung Quốc kìa. Đi tuần tra ở bên dưới à. Vừa ra ông chơi pop, mình đứng lên mình cười.
mấy hôm nay hôm qua em ăn trộm hơn 100 nghìn nhưng mà cái tờ 100 thì nghe nó nói bảo đừng có ăn trộm nha, ăn trộm là làm người xấu đấy. Không phải sáng nay em không có tiền lẻ em vào lắm, cái này chỉ có chờ cái bọn nước ngoài nó hay chơi ngu kiểu này hóa ra mỗi người một ngả rồi. Chơi như thế làm tôi đi đường không phải chơi đâu. Ok nhá. Đi dần lên nước cấm. Nhưng mà giả hàng ế hàng chất lượng.